Con tàu được phát hiện ở độ sâu 10.000 feet, chỉ cách vị trí được biết đến cuối cùng của nó 4 dặm. Xác tàu Endurance chở nhà thám hiểm Ernest Shackleton đến rìa Nam Cực vào năm 1915 trước khi bị băng nghiền nát và chìm, đã được phát hiện dưới bề mặt biển Weddell gần 10.000 feet. Một cuộc thám hiểm tìm kiếm được tổ chức bởi Falkland Maritime Heritage Trust và được đặt tên là Endurance 22, đã công bố phát hiện này trong một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 3. Nó được tìm thấy chỉ 4 dặm về phía nam của vị trí cuối cùng được ghi lại vào năm 1915 bởi Frank Worsley, người chỉ huy con tàu. Nhóm của Endurance 22 đã ra khơi trên tàu Agouha 2, một tàu phá băng của Nam Phi, vào đầu tháng 2. Sử dụng một bộ các phương tiện tự hành dưới nước, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm các đặc điểm bất thường trên đáy biển. Cuối cùng, họ xác định được vị trí của con tàu, gửi máy ảnh độ phân giải cao xuống để ghi lại kết quả tìm thấy. Các hình ảnh về xác tàu cho thấy nó đang ở trong tình trạng đặc biệt, được sinh sống bởi mọi sinh vật biển nhưng không ở trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Điều kiện băng giá ở biển Weddell đã ngăn cản phần lớn sự tích tụ của bất kỳ sinh vật nào có thể phá hủy gỗ. Đây là con tàu đắm bằng gỗ tốt nhất cho đến nay mà tôi từng thấy, Manson Bao, giám đốc thám hiểm của Endurance 22 cho biết. Nó thẳng đứng tự hào dưới đáy biển, còn nguyên vẹn và trong tình trạng bảo quản rực rỡ. Theo Hiệp ước Nam Cực, xác tàu Endurance được bảo vệ như một di tích lịch sử và đài tưởng niệm và không thể bị chạm vào hoặc làm phiền. Một trong những lý do khiến con tàu mất nhiều thời gian để tìm thấy là do biển Weddell bị bao phủ bởi lớp băng dày, cũng chính là lớp băng đã đánh chìm Endurance. Ngay cả với các tàu phá băng ở vùng cực hiện đại, rất khó để đi vào khu vực mà Endurance đã trải qua. Tuy nhiên, năm nay đã chứng kiến độ phủ băng biển thấp kỷ lục ở Nam Cực. Biển Weddell vẫn bị đóng băng, nhưng các điều kiện thuận lợi cho tàu nghiên cứu vùng cực và hậu cần Agouha 2. Sự sụp đổ của con tàu đã dẫn đến một trong những câu chuyện sống sót nổi tiếng nhất ở Nam Cực. Sức chịu đựng đã bị mắc kẹt trong băng vào tháng 2 năm 1915 và kéo dài qua các tháng mùa đông, cho đến khi cô cuối cùng bị băng tiêu biến vào ngày 21 tháng 11. Tại thời điểm đó, Shackleton và thủy thủ đoàn gồm 27 người bị mắc kẹt trên biển băng trôi dạt, thành lập các trại tạm bợ vì lớp băng dưới chân họ đôi khi nứt ra và đe dọa sẽ nhấn chìm họ. Cuối cùng thì thủy thủ đoàn đã đến được đảo Voi, ngoài khơi bán đảo Nam Cực. Trước khi Shackleton và thủy thủ đoàn 5 người lên đường đến đảo Nam Georgia, họ đã hoàn thành cuộc hành trình dài 800 dặm và có thể nhận được sự giúp đỡ cho những người đàn ông mắc kẹt từ một trạm săn cá voi trên đảo. Câu chuyện nổi tiếng về sự lãnh đạo của Shackleton và thực tế là không có thiệt hại về nhân mạng, chỉ là sự mất mát của một con tàu hùng mạnh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!